Em xin chào tất cả mọi người nhé. Em lại lên một video cho mọi người nhé. Gừng đen vẫn là 130.000 một cân, gừng đen mọi người nhé. Thời điểm này củ to rất là đẹp. Hà thủ ô hàng xô như thế này 130.000 một cân. 130.000 một cân hàng xô nhé mọi người nhé. Sâm xuyên đá trắng. Xuyên đá trắng 120.000 một cân. Rửa sạch sẽ cho mọi người luôn nhé. Sâm đương quy. Sâm đương quy hàng 3 đến 4 củ một cân, giá 100.000 một cân. Hàng 2 củ một cân thì là giá 150.000 nhé mọi người nhé. Rửa sạch hút chân không luôn ạ. Ngọc cẩu. Ngọc cẩu thì sẽ lấy hàng chọn nhé. Hàng chọn đẹp, rửa sạch sẽ cho mọi người, 80.000 một cân. Chuối hột tươi 35.000 một cân. Hàng khô thái miếng thì sẽ là 60.000 một cân. Hàng nguyên quả khô 100.000 một cân. Hàng chuối chín em miếng 150.000 một cân. Củ bình vôi size to nhỏ đồng giá 50.000 một cân mọi người nhé. Đang lên mầm hết rồi đây. Đang lên mầm hết rồi. Tắc kè đá. Tắc kè đá 60.000 một cân mọi người nhé. Hàng về liên tục, số lượng nhiều. Đấy. Hàng khô thì là 150.000 một cân. Hàng tươi là 60. Tấn khẩn cũng là 60. Xịt sạch sẽ cho mọi người luôn nhé. Cốt tái bổ cũng là 60.000 một cân. Đấy. Hàng to đẹp. Về mọi người thái hãm nước hoặc là ngâm nguyên củ. Dược liệu thì là rất là nhiều. Giữa rừng hôm nay mới về. Đấy, giữa rừng mới về 80.000 một cân giữa rừng tươi. Đấy, quả nó bắt đầu chín đẹp rồi này. 80.000 một cân. Ba kích hàng chưa tách vẫn là 220 một cân mọi người nhé. 220 một cân hàng chưa tách. Đấy, hàng tách sẵn thì là 208. Sâm xuyên đá Hà Giang, xuyên đá ruột vàng 150.000 một cân. Sâm thất tươi lại về cho mọi người nhé. Sâm tiên mao mọi người nhé. Sâm tiên mao 130.000 một cân, hàng này rất là đẹp. Củ đều to dài, hỗ trợ xịt sạch sẽ và hút chân không luôn cho mọi người nhé. Táo mèo tươi 40.000 một cân táo mèo mọi người nhé. Táo mèo má hồng này. Đẳng sâm tươi nhé mọi người nhé, 120.000 một cân đẳng sâm tươi. Em hỗ trợ xịt sạch, phơi ráo và hút chân không luôn cho mọi người. Về mọi người chỉ việc ngâm thôi nhé. Mật ong ruồi vẫn là 500.000 một cân, hàng nguyên tộc. Viễn trí cũng là 180 một cân. Sâm cau đỏ vẫn là 130 một cân mọi người nhé. Rửa sạch sẽ sau đó tỉa tót, hút chân không cho mọi người luôn. Sâm quy đá đen. Sâm quy đá đen size bé 150.000 một cân mọi người nhé. 150.000 một cân size này cũng không bé lắm. Rồi, mọi người lấy gì thì tìm trong giỏ hàng hoặc liên hệ giúp em nhé. Em xin cảm ơn mọi người đã xem video ạ.